Dr. Nguyễn Anh Tuấn, giải pháp tối ưu cho người béo. Nếu như người ta hút mỡ hoặc người ta bóc mỡ bụng ra, vâng, bùng phát tự nhiên ra được. Vâng. Nhưng đây là mình gầy toàn thân. Vâng. Cho nên là da nó cũng co lại theo. Gần như không ai thừa da bao giờ. Gần hơn 200 bệnh nhân em nổi chưa một người phải đi lấy da. Và mấy cái ông thẩm mỹ ông cứ đặt hàng với anh là nhớ là thừa da thì gọi cho ông ý. Nhưng mà rồi cuối cùng anh chưa phải một người bệnh nhân nào đến để lấy da. Tại vì sao? Nó đâu có chỉ co một cái bụng của em. Nó có rất nhiều nơi cơ thể, ví dụ da mặt này em là nó gầy đi, nó cũng co lại rất là đều. Cái da nó đang ngồi trong cơ thể chứ. Nhưng một phát em lấy một cân mỡ ở trong bụng đi thì lập tức nó thừa. Nhưng mà nếu cái quá trình này nó diễn ra ngày nào mỗi ngày một tí thì không hề thừa. Người béo là do mình ăn thừa. Và tất cả cái lượng thức ăn thừa nó chuyển mỡ, nó làm mình béo. Vậy thì giảm béo chỉ có một con đường là giảm ăn. Không giảm ăn thì không thể giảm được béo. Kể cả bây giờ em mà em có lấy hút mỡ bụng hay là như cháu các bạn, cháu đi cho hút mỡ cho nó, hút mỡ cho kia, mỗi chỗ được một tí nó xẹp xuống, phải cho ăn vào lại ra. Vâng. Nó không phồng một chỗ đấy, phồng một khác. Vâng. Thì không thì nó đi đâu. Đó lại là câu chuyện vấn đề muốn giảm béo chỉ có cách còn là giảm ăn. Vâng. Đây là thế giới đã thống nhất. Vâng. Không cách khác. Còn việc thẩm mỹ người ta tuyên truyền em theo một kiểu, nhưng rồi cuối cùng thì tất cả mọi con đường đều dẫn đến bằng cách. Thế người bình thường mình giảm ăn, tự giảm ăn cũng rất khó. Chẳng như cháu vào bây giờ, cháu giảm đi khoảng 70% khối lượng ăn một ngày, ngày sau cháu xỉu này, cũng chỉ chịu được, mệt mỏi căng thẳng chả ăn được gì. Bây giờ em ăn 10 phần thì mình thấy thoải mái, thấy no nê, thấy sướng. Và khi em ăn 2% em thoải mái thì lúc đấy em mới chủ động giảm được khối lượng ăn của mình. Và khi nào em giảm 80% khối lượng ăn, em bắt đầu giảm. Vì sao toàn bộ cái năng lượng nó lấy lại? Coi như lúc đấy là cơ thể đói năng lượng. Toàn bộ năng lượng sử dụng cho cơ thể mình là lấy từ các tổ chức mỡ lưu trữ sẵn. Từ gan, từ lách, từ mạch nối, từ da, mắt. Tất cả những nguồn mỡ đấy nó sẽ được huy động ra để tạo năng lượng. Đốt mỡ là tạo ra năng lượng. Đấy. Thế thì vấn đề câu chuyện là như thế thôi. Và lúc đấy thì em mới gợi ý. Còn bây giờ em bảo hồi cố gắng giảm ăn đi. Nhưng thực ra cái giảm em chỉ được một tí, không đáng kể. Mà muốn nó đốt mỡ thực sự nó phải giảm 80%. Nên về ăn 10 phần phải giảm 8%. Thế và vì sao không thể giảm được cái viêm đói? Còn bây giờ em không đói nữa thì em mới giảm. Câu chuyện như thế. Như vậy phẫu thuật của thầy không lấy đi một cân mỡ nào này. Nhưng phẫu thuật của thầy tạo điều kiện cho em ăn ít. À, thực sự luôn. Chứ mà bệnh nhân thì hiệu quả vô cùng, bệnh nhân nào cũng giảm. Giảm kinh khủng luôn. Em 94 cân em có thể giảm được khoảng xuống khoảng 60 cân trong vài tháng. Giảm cách không ngờ luôn ấy. Thế và phẫu thuật đấy thì vậy phương pháp phẫu thuật nội soi thu nhỏ vào bệnh được thực hiện như thế nào? Phương pháp được thực hiện bằng phẫu thuật nội soi hoàn toàn. Bác sĩ sẽ sử dụng các tờ roca rất nhỏ, có kích thước từ 0,5 đến 1,5 cm, để đưa các camera cùng dụng cụ phẫu thuật nội soi vào ổ bụng. Với các dụng cụ khâu nối tự động thế hệ mới nhất, tuyệt đối an toàn. Một ống dạ dày mới được tạo ra với thể tích chỉ còn 20-30%, khoảng 150-200ml. Sau phẫu thuật, bệnh nhân sẽ không bị để lại sẹo xấu trên cơ thể. Theo thời gian, các vết sẹo nhỏ sẽ mờ đi và có thể mất hoàn toàn. Quá trình giảm cân diễn ra từ từ trên toàn thân với sự đàn hồi của da khiến cho da của bạn không bị nhăn, không bị trùng, cơ thể của bạn gầy đi rất cân đối. Thế và cái dạ dày sau đấy, nó còn chức năng hay không? Nó còn nguyên chức năng? Tức là nó vẫn giữ nguyên các cái lỗ như là lỗ tâm vị, lỗ môn vị, cái vùng này là vùng chính tiết ra hormone, axit rồi tạo máu nó còn nguyên hết. Thì giữ lại khoảng 6 cm cái vùng này, không động đến để đảm bảo tất cả các hormone liên quan đến vấn đề tiêu hóa thức ăn uống tạo máu thì nó còn nguyên. Nó chỉ mất đi cái vùng phình vị là vùng chứa. Và rất may là cái vùng tạo nó đã nét hẳn đây. Thế cho nên bỏ cái vùng chứa thì nó không làm được cả. Ăn uống, thức ăn, tiêu hóa tất cả mọi thứ. Dr. Nguyễn Anh Tuấn, giải pháp tối ưu cho người béo.